Hello xin chào mọi người. Như vậy là đã có bộ uh, thánh giáp uh, Pharaoh level 7 ra mắt rồi và như anh em thấy đây mình cũng đã nâng cấp bộ thánh giáp lên level 7 rồi. Ngày hôm nay phải nói là ngày mà mình quay đồ cực kỳ cực kỳ nhiều cảm xúc luôn bởi vì là anh em biết rồi ấy, mình mình quay đồ theo cái kiểu con nhà nghèo ấy. Cho nên là cho nên là mình đã phải tiết kiệm từng đồng từng đồng một để quay và mình đã cũng đã mất một số tiền rất lớn để quay cái bộ thánh giáp Pharaoh level 7 này Mình đã đắn đo giữa thánh giáp Pharaoh level 7 và bộ thánh giáp Cleopat Bởi vì nếu mà quay Cleopat ấy, thì mình sẽ tốn rất là ít tiền Nhưng mà quay thánh giáp Pharaoh level 7 ấy, thì mình sẽ tốn rất 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 là nhiều tiền Và cái điều đáng buồn đó chính là cái file quay clip của mình ấy nó lại bị lỗi anh em ạ. Đây, tôi cho các bạn xem luôn. Không các bạn đã bảo tôi là nói, nói 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 dối. Đây, mình quay đây là cái file clip bị lỗi này, cái file clip mà mình quay bộ thánh giáp ấy. Còn đây là cái file clip mình đang quay này thì các bạn thấy không? Trước khi quay lúc nào mình cũng sẽ cũng sẽ có một cái clip mà test để xem là nó có bị lỗi gì không. Đấy, nếu không lỗi gì cả thì mình sẽ quay 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 chính thức luôn. Đây như vừa rồi mình cũng trước khi trước khi làm clip này ấy, là mình cũng đã test xong sau đó mình mới quay nhưng mà rất buồn một cái đó chính là cái file của mình nó bị lỗi rồi mình không thể làm gì để mở nó cũng như để khắc phục được nó ôi mình buồn quá anh em ạ tự nhiên là mình đang muốn là up cái clip quay đồ ấy nó sớm sớm cho anh em để anh em xem sau đó thì mình sẽ làm clip test uh, cái bộ thánh giáp này đi solo squad nhưng bây giờ thì bị lỗi file rồi mình ngồi mình ngồi mình ngồi từ lễ đến giờ 3 tiếng luôn mình buồn luôn đấy mọi người ạ buồn dã man luôn các bạn không hiểu được cái cảm giác khi mà quay clip xong nó bị lỗi đâu nó tuột mút lắm luôn đấy mình đã quay được cái bộ pharaoh level 7 rồi và ngoài ra thì mình quay được cả cả cleopat nữa anh em ạ cleopat đây cleopat mình cũng đã quay được rồi mình quay ra bốn bộ cleopat cơ anh em ạ Đấy mình đã phải tiết kiệm từng đồng từng đồng một Oh, phải xin vợ tiền xong rồi phải dùng cả tiền cá nhân để 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 mà để mà quay cuối cùng kết quả nhận được đó chính là một cái file lỗi buồn buồn 3 tiếng đáng nghĩa Nh những cái clip mà kiểu quay mà hot hot như thế này ấy, là mình sẽ up sớm lên cho anh em để anh em xem nhưng mà bây giờ ai, mình chỉ muốn nói là khi mà quay được bộ thánh giáp này lên leo 7 ấy, mình đã rất vui nhưng mà khi check lại uh, clip thì mình buồn thối ruột luôn anh em ạ Ngồi 3 tiếng đồng hồ Mình mới quyết định làm clip này Để thông báo cho mọi người là Mình đã quay được bộ thánh giáp này lên level 7 rồi Đang định làm clip review đấy, Up clip lên Xong rồi đi review luôn cho anh em Một trận solo squad Gọi là chiến nhất có thể Thì bị lỗi rồi Thôi tạm biệt anh em nhé Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ Và quay thánh giáp thành công Nếu các bạn muốn quay thánh giáp Thì liên hệ xích lợn 0901 528 399 nhé